Trước hết ta nói về định thức của ma trận vuông. Cho một cái ma trận AN, ta biết rồi, ghi AN nghĩa là một cái ma trận vuông có cấp là N. Thì một cái ma trận vuông cấp AN, định thức của nó thường được ký hiệu như sau. Hoặc là người ta ghi là det AN trong ngoặc như thế này. Hoặc là người ta ghi chữ A nè, ma trận A, hai cái gạch hai bên. Hai cái gạch này nó là ký hiệu của định thức đó tụi em, chứ không phải là cái trị tuyệt đối đâu nghe. Bởi vì trước tuyệt đối thì trong này nó phải là con số. Và nếu định thức của một cái ma trận vuông cấp N thì định thức đó người ta gọi là định thức cấp N. Đây mới là ký hiệu thôi. Còn cái định thức nó là gì? Thế thì nếu ma trận là bảng số thì định thức nó là một con số. Con số đó được định nghĩa ra làm sao? Thì người ta định nghĩa định thức dựa vào cái phép quy nạp. Có nghĩa là đầu tiên người ta sẽ định nghĩa định thức của một cái ma trận vuông cấp 1. Rồi sau đó để định nghĩa định thức ma trận vuông cấp 2 thì lại dựa vào cái định thức cấp 1. Để định nghĩa định thức cấp 3 thì dựa vào định thức cấp 2. Cứ thế. Trước hết ta nói trường hợp là ma trận vuông cấp 1. Tức là khi n là bằng 1 thì A là một cái ma trận có một dòng một cột, tức là chỉ có chứa một phần tử thôi. Thì lúc này định thức của A người ta nói là bằng cái con số đó. Nếu A lớn là cái ma trận chứa phần tử A thôi thì định thức của A lớn chính bằng cái phần tử A của nó. Rất là dễ nhớ. Lấy ví dụ, ta tính định thức của ma trận A, biết rằng ma trận A là tích của hai ma trận này. Như vậy thì muốn tính định thức ma trận A, trước hết có phải là ta cần phải tính cái ma trận tích này hay không? Thế tuần trước đã làm rất là nhiều ví dụ về tích của hai ma trận. Muốn tính tích hai ma trận thì chúng ta cần phải biết là cái ma trận tích đó nó có tồn tại hay không. Thứ hai là phải biết cách tính các phần tử tương ứng của nó. Thế nhắc lại rằng là muốn tồn tại ma trận tích thì có phải là số cột của ma trận trước phải bằng số dòng của ma trận sau không? Ma trận trước này là ma trận cấp là 1 nhân 3, một dòng 3 cột. Ma trận sau là ma trận 3 dòng 1 cột. Như vậy em thấy nè, số cột ma trận trước bằng số dòng ma trận sau. Như vậy thì ma trận A này tồn tại đó, nó tồn tại. Và nó tồn tại và cấp của nó là 1 nhân 1. Cái này tuần trước mình làm rất là kỹ rồi. Vậy thì ma trận A là một cái ma trận chỉ chứa một cái phần tử A nhỏ mà thôi. Thế bây giờ ta tính cái phần tử A nhỏ này. Phần tử A nhỏ này ta có thể xem nó như là phần tử nằm ở dòng 1 và cột 1 của ma trận tích. Vậy ta lấy dòng 1 nhân với cột 1. Ta lấy nha, 2 nhân 1. Chỗ này là số 2 cộng với cái chỗ này trừ 1 nhân 3, đây là trừ 3 nè. Và cuối cùng thì ta lấy 1 nhân với trừ 1. Vậy chỗ này là trừ 1. Trừ 4 cộng 2. Chỗ này là trừ 2. Vậy thì ta suy ra rằng là ma trận A của ta là ma trận cấp 1, chứa một phần tử duy nhất là trừ 2. Vậy thì theo định nghĩa ở phía trên này, nếu A là ma trận chỉ chứa một phần tử như thôi nè, thì định thức của nó chính là phần tử của nó. Vậy ta suy ra rằng là định thức của A chính là trừ 2. Em theo kịp không? Như hồi nãy mới nói rằng là để định nghĩa cái định thức cấp N, người ta dùng cái quy nạp. Như vậy là mình sẽ tìm hiểu xem là người ta định nghĩa định thức của một cái ma trận cấp N tổng quát như thế nào dựa vào các cái định thức cấp nhỏ hơn nó. Xin mời các em nhìn lên màn hình. Với n lớn bằng 2 thì ma trận A nó có dạng như sau. Đây là một cái ma trận A tổng quát cấp n. Thế định thức của ma trận A thì người ta ký hiệu này thay cái dấu ngoặc móc bằng dấu hai gạch này. Định thức này được định nghĩa như sau. Các em để ý cái cột thứ nhất của cái định thức này. Định thức được tính bằng nè, lấy phần tử thứ nhất
phần tử thứ nhất của cái cột này, ta để ít cột thứ nhất thôi, tao nghe, lấy phần tử thứ nhất này a một một ta nhân với trừ một mũ một cộng một. Một cộng một này là ở đâu có, lấy hai cái chỉ số của cái phần tử này cộng với nhau, một cộng một, a một một thì nhân trừ một mũ một cộng một, sau đó mới nhân với một cái ký hiệu là định thức D11. Thế A11 thì biết rồi, nó đây rồi nè. Trừ 1 mũ 1 cộng 1 thì cũng biết rồi. Nhưng D11 là gì? Thì D11 là định thức được suy ra từ cái định thức này bằng cách bỏ dòng 1 và cột 1. Tức là bỏ cái dòng và cái cột mà đi qua cái phần tử A11 này. Bỏ cái dòng 1 đi, bỏ cột 1 đi. Như vậy D11 là cái định thức còn lại đây nè. Em có biết là cái định thức còn lại là định thức cấp mấy không? Cả định thức lớn này cấp là n, n dòng n cột, thì mình bỏ đi một dòng một cột thì đây chính là định thức cấp n-1. Đó, cái chỗ đó là nói lên cái quy nạp đấy. Mình định nghĩa cái định thức cấp n dựa vào cái định thức cấp n-1 cấp nhỏ hơn nó. Tiếp tục, định thức này bằng số hạng này cộng tiếp a21, tức là cái phần tử thứ hai của cái cột thứ nhất này đây, nhân với trừ 1 mũ 2 cộng 1. A21 thì số mũ của trừ 1 này là 2 cộng 1, lấy cái số 2 này cộng số 1 này nè, nhân với D21, tức là bỏ đi cái dòng 2 và cột 1 của cái định thức này, bỏ dòng thứ 2 và bỏ cột thứ nhất. Cái phần còn lại này đây nè, dòng 1 này, dòng thứ 2 của nó này. Phần còn lại này chính là D21. Cộng tiếp A31 thì em đoán nhân tiếp cái gì nè? Có phải là nhân với trừ 1 lũy thừa 3 cộng 1 không? Trừ 1 lũy thừa 3 cộng 1, D gì nè? D31. Với D31 là định thức cấp n-1 được suy ra từ định thức cấp n này bằng cách bỏ dòng nào? Bỏ dòng 3 và cột 1. Nó đây nè, bỏ dòng 3 và bỏ cột thứ nhất. Phần còn lại đó cứ thế tiếp tục. Để cuối cùng là cộng với AN1 thì nhân với gì? Nhân với trừ 1 mũ n cộng 1, nhân với D gì? DN1. Có dễ nhớ không nè? AN1 thì đây là N+1, đây là N1. Với DN1 là cái định thức bỏ dòng nào? Bỏ dòng thứ N và bỏ cột thứ nhất. Người ta vừa định nghĩa một cách tổng quát cái định thức cấp N, DN được tính như thế này đây. Thế bây giờ mình cần phải xét cái cụ thể định thức cấp 2, cấp 3 cho nó dễ hiểu, bởi đây là một cái nghĩa tổng quát cấp n thì có thể gây cho mình cái sự hơi khó hiểu. Xin mời các em tiếp tục này. Thế từ cái định nghĩa như vậy đó, ta xét thử một cái định thức cấp 2. Định thức này các em thấy có quen không? Giống thời phổ thông không? Định thức cấp 2 thì được tính bằng cách là nhân chéo trừ ngược lại nè. Kết quả thời phổ thông nha. Cái định thức này á, nó bằng là A11 nhân A22, nhân chéo xuống dày được bao nhiêu để nguyên nè, trừ đi A21 nhân A12. Ta có kết quả từ thời phổ thông là như vậy. Nhưng mà thời phổ thông người ta đâu có chứng minh cái chuyện này, đúng không nè? Thế bây giờ ta thử dựa vào cái định nghĩa tổng quát đó, áp dụng cụ thể trong cái trường hợp n là bằng 2 này nè, coi có ra đúng là cái kết quả mà mình học của thời phổ thông không nha. Theo định nghĩa tổng quát thì ta phải nhìn cái gì nè? Ta nhìn vào cái cột thứ nhất thôi, nhìn vào cột thứ nhất mà thôi. Ta có nè, phần tử thứ nhất là A11 thì nhân với trừ 1 mũ 1 cộng 1 nhân với D11, có đúng như vậy không? Cộng với phần tử thứ hai là A21 thì đem nhân với trừ 1 mũ 2 cộng 1 nhân D21. Rồi, vậy thì nó bằng cái gì? A11 để nguyên, cái đó do trong định thức rồi. Trừ 1 mũ 1 cộng 1 tức là trừ 1 lũy thừa 2. Trừ 1 lũy thứ 2 tức là 1. Vậy thì số 1 này ta ghi ở đây. Còn D11
Vừa rồi ta nói D11 tức là định thức được suy ra từ cái định thức ban đầu này bằng cách bỏ dòng 1 và cột 1. Bỏ đi cái dòng 1 và cột 1, bỏ dòng 1, cột 1. Như vậy thì nó còn cái gì nè? Nó còn cái định thức của A22. Tức là nó còn lại định thức mà của một phần tử thôi đúng không em? Định thức cấp 1. Thì ở trên mình có nói rồi, nếu n là bằng 1 đó, định thức cấp 1 thì định thức của một cái ma trận A mà chỉ có chứa một phần tử thì nó bằng chính cái phần tử đó. Như vậy thì D11 này nó là A22. Cộng với nè, A21 ta để nguyên nè, A21 đây ta để nguyên. Trừ 1 mũ 2 cộng 1 tức là trừ 1 lũy thừa 3 tức là trừ 1. D21 là định thức bỏ dòng 2 cột 1 từ cái định thức này. Đây ta bỏ đi dòng thứ hai và cột thứ nhất. Vậy thì còn cái gì? Còn A12, chỗ này là A12. Tính toán ta có này. Một bỏ đi ha, ta có A11 nhân A22. A11 nhân A22. Cái chỗ này là dấu trừ nè, nhân với cộng chỗ này nè, vậy ta được dấu trừ nè. A21 nhân A12. Vậy là ta tìm lại được cái kết quả có thời phổ thông. Định thức cấp 2 được tính bằng cách là sao? Nhân chéo xuống nè, trừ ngược lên nè, A11 nhân A22 đây, trừ này ngược lên A21 nhân A12. Bây giờ ta thử làm một vài ví dụ về cái định thức cấp 2. Ví dụ thứ nhất, đây là định thức cấp 2. Thấy định thức này các em thấy là các cái phần tử của cái ma trận gốc ban đầu của nó có chứa cái y này. Em có nhớ cái này là gì không nè? Đó là những con số phức, phải không nè? Định thức của ma trận thì cái ma trận của mình là một cái bảng số. Thì các cái phần tử của nó là các con số. Các con số đó không không phải là chỉ cho lấy ở trong cái trường số thực, có thể lấy từ cái trường số phức cũng được. Cái xem tiếp này. Như vậy theo cái kết quả ở trên, thế bây giờ mà cứ gặp định thức cấp 2 thì ta không có làm dông dài như vậy nữa, ta dùng ngay cái kết quả cuối cùng này nè. Nhân chéo trừ ngược lên. Thế ta được là 2 trừ y nhân 2 cộng y chỗ này. Trừ ngược lên tức là ta làm gì nè? Ta trừ đi 3 nhân với trừ 4. Kết quả là ở đây có dạng là A trừ B nhân A cộng B. Vậy thì nó ra là A bình trừ B bình. Hàng đẳng thức đáng nhớ nè. Chỗ này là cộng 12. Đó. Kiến thức về số phức đây. Y bình phương là trừ 1. Vậy có dấu trừ là cộng 1. Cộng 4 chỗ này nữa là 5. Vậy cuối cùng chỗ này ta được 17. Ta vừa làm xong. Cái định thức này kết quả là 17. Để có thể thành thạo hơn ha, ta làm thêm một cái ví dụ nữa. Cái gì là màn hình này. Cho ma trận A, ma trận vuông. Phải ma trận vuông, tại vì đang nói đến định thức là định thức của ma trận vuông, có đúng vậy không? Yêu cầu là tính định thức của A và định thức của AT. Các em còn nhớ AT là gì không? AT là ma trận chuyển vị của ma trận A. Tức là cái ma trận mà mình đổi cái dòng thứ nhất của A thành cái cột thứ nhất của nó, thành cột thứ nhất của nó, dòng thứ hai của A thành cột thứ hai của nó. Đây định thức của A là định thức nè của ma trận A đây. Thay cái dấu mốc này bằng cái hai gạch thôi. Quá dễ dàng. Nhân chéo trừ ngược lại. Ta được là trừ 6 trừ cho trừ 4. Kết quả là trừ 2. Bây giờ định thức của AT thì bằng gì nè? Đây. Trước tiên nè, đổi dòng 1 thành cột 1 nè. Đổi dòng 2 của A nè thành cột 2 nè. Đây là các cái phần tử nằm trong cái ma trận AT đó. Thế định thức của nó thì nó bằng gì? Nhân chéo trừ ngược lên. Như vậy là trừ 2 nhân 3 trừ 6. Trừ đi 4 nhân trừ 1 là trừ 4. Kết quả là trừ 2. Vậy là ta tính được det của A và det của AT theo đúng yêu cầu đề bài. Các em thấy rằng là cái det A và det của AT trong trường hợp bài này nó như thế nào? Nó bằng nhau. Nó bằng nhau. Thì các em có thể đặt câu hỏi rằng là
Như vậy thầy ơi, nó có tình cờ bằng nhau không, hay là cái chuyện này nè, det A và bằng det của AT thì nó luôn luôn đúng với mọi ma trận vuông A hay không? Thì câu trả lời là cái này nó luôn luôn đúng. Sau này ta học xong thì ta sẽ tóm tắt lại cái tính chất của ma trận, cái tính chất của định thức ma trận vuông. Ta thấy nó có cái kết quả như thế này đây. Bây giờ ta tiếp tục xét thêm cái ví dụ thứ ba. Đây là ma trận A, đây là ma trận B. Rồi, câu hỏi là gì? So sánh det AB, A nhân B và det A nhân det B, tức là so sánh cái định thức của ma trận tích này nè với tích của hai cái định thức của hai ma trận AB. Phân biệt được không? Nó hơi khác nhau quá nè. Đây là det A nhân B, còn đây là det A nhân det B. Thế bây giờ muốn tính định thức của ma trận A nhân B thì ta phải tính A nhân B trước. A đây, B đây. Đó, chúng ta lại gặp tích của hai ma trận. Là cái kiến thức học tuần trước. Ma trận vuông cấp 2, nhưng ma trận vuông cấp 2 nó là một ma trận vuông cấp 2. Tính rất dễ dàng. Phần tử nằm ở vòng 1, cột 1 của ma trận tích nè. Lấy vòng 1 ma trận A nhân cột 1 ma trận B. Ta được trừ 2 nhân trừ 2 là cộng 4 nè. Cộng với 4 nhân 0 là 0. Như vậy chỗ này là cộng 4. Đây, dòng 1 cột 2. Lấy dòng 1 nhân cột 2. Nhân như thế nào? Phần tử thứ nhất trừ 2 nhân phần tử thứ nhất đây là số 2, thành số trừ 4. Cộng với 4 nhân 1 là 4, trừ 4 cộng 4. Chỗ này số 0. Ở vị trí này thì ta lấy dòng thứ nhất, dòng thứ hai của A nhân với cột thứ nhất của B. Nhân như thế này, trừ 1 nhân trừ 2 là cộng 2, cộng với 3 nhân 0 là 0. Kết quả là gì nè? Là 2. Và cuối cùng chỗ này tính được là số 1. Đây là ma trận tích A nhân B. Có A nhân B rồi thì bây giờ ta tính định thức của A nhân B. Thì theo cái phần mình đã chứng minh hồi nãy đó, ma định thức của ma trận vuông cấp 2 nhân chéo trừ ngược lên, nhân xuôi xuống dày là không đổi dấu nè, nhưng ngược lên là đổi dấu. Thế 4 nhân 1 chỗ này ta được là số 4, trừ 2 nhân 0 là số 0. Kết quả là số 4. Vậy là tính được cái định thức A nhân B rồi. Bây giờ ta phải tính định thức của A và định thức của B, sau đó nhân lại với nhau, đem kết quả này so sánh với cái kết quả này. Trên bảng là vừa viết lại hai ma trận AB người ta cho đó. Thế bây giờ có A rồi thì tính đến det A. Định thức của ma trận A là định thức này. Nhân xuống là trừ 6. Trừ ngược lên tức là đổi dấu. Thành là trừ cho trừ 4. Đổi dấu là cộng 4. Vậy được kết quả là trừ 2. Dễ dàng tính được định thức của B. Đây. Nhân xuống trừ 2. Trừ ngược lên trừ 0. Kết quả là trừ 2. Ta tính tích của nó thì tích của nó là trừ 2 nhân trừ 2 bằng 4. Vừa rồi mình tính cái định thức của ma trận tích này cũng là 4. Vậy ta kết luận rằng tích của cái hai định thức này nó bằng định thức của ma trận tích. Và cũng tương tự như ví dụ hồi nãy đó, thì có phải đặt ra là liệu rằng là có phải là bao giờ cũng có rằng là định thức của ma trận tích nó bằng tích của hai cái định thức như vậy không? Thì câu trả lời là nó đúng đó tụi em, nó luôn luôn đúng đó. Ở đây là cho một cái ví dụ cụ thể đó. Rồi, xin mời các em tiếp tục nha. Từ cái định nghĩa định thức cấp n một cách tổng quát đó, mình mới tính toán cụ thể một cái định thức cấp 2 và có kết quả như thời phổ thông. Thế bây giờ cũng từ cái định nghĩa tổng quát đó mình thử tính cái định thức cấp 3, đây là cấp 3 tính coi như thế nào. Thời phổ thông thì mình không có gặp cái định thức cấp 3 đâu. Ta để ý cái gì nè? Theo cái định nghĩa tổng quát là mình phải để ý cái cột thứ nhất. Cái cách làm này đó người ta gọi là khai triển định thức theo cột thứ nhất. Ta phải quan tâm cái cột thứ nhất. Định nghĩa nói rằng là cái định thức này nó bằng vậy nè: A 11 nè nhân với nè trừ 1 mũ 1 cộng 1, tức là tổng của hai cái chỉ số đó, nhân với gì nè?
nhân với D11. Với D11 là cái định thức mà bỏ đi dòng 1 và cột 1. Vậy thì còn lại đây nè. A22, A23, A22, A23, A32, A33, đây A32, A33. Có phải là tiếp tục là phải cộng với A21? Sau A11 rồi bây giờ đến A21. A21 thì nhân với gì nè? Nhân với trừ 1 mũ 2 cộng 1, lấy tổng hai chỉ số này. Hồi nãy là 1, 1 thì mình lấy 1 cộng 1. Bây giờ là 2, 1 thì mình lấy 2 cộng 1. Và nhân với gì nè? Nhân với D21. Mà theo định nghĩa D21 tức là cái định thức được suy ra từ định thức này nè, bằng cách bỏ đi cái dòng thứ hai và cột thứ nhất. Như vậy thì D21 trong trường hợp cụ thể này, đây, A12, A13 nè, A32, A33, A32, A33. Còn nữa không tem? Còn phải không nè? Còn cái A31 đó nè, cộng tiếp A31. A31 thì nhân với gì? Nhân với trừ 1 lũy thừa 3 cộng 1. Nhân với gì nữa? Nhân với D31. Trong đó D31 là định thức bỏ đi dòng thứ ba và cột thứ nhất. Như vậy nó còn định thức này. Một lần nữa em thấy rất là rõ cái định nghĩa này là định nghĩa định thức bằng cách quy nạp đó. Đấy nè, người ta định nghĩa định thức cấp cao dựa vào cái định thức cấp bé hơn nó. Ta vừa tính cái định thức cái cấp 3 này nè qua những định thức cấp 2. Đó. Mà vì định thức cấp 2 thì mình mới tính xong. Cho nên mình có thể tính được định thức cấp 3. Cái này bây giờ khai triển ra thì nó bằng gì? À, các em xem ha. A11 viết lại nè. Trừ 1 mũ 2 là 1. À, là 1. Thì 1 thôi bỏ đi cũng được ha. Trong một cái tích số thì cái thừa số nào là 1 thì có thể bỏ đi. Còn cái định thức cấp 2 này thì bằng gì nè? Thì ta vừa học xong nè. Nhân xuống trừ ngược lên, tức là A22 nhân A33. Trừ ngược lên, tức là trừ A32 nhân A23. Đúng chưa? Cộng nè, cộng đây nè, đây đây, cộng với nè. Cộng với, vì sao có dấu trừ? Thì đây, trừ 1 mũ 2 cộng 1 là trừ 1. Thì đây dấu trừ đây, trừ đó với cộng này thành dấu trừ đây nè. A21 nè, là viết lại nè. Còn cái định thức cấp 2 này nè, thì tính như hồi nãy, nhanh chéo trừ ngược lại, thì ta được cái gì? A12 nhân A33. Trừ đi A32 nhân A13. A32 nhân A13. Đúng chưa? Tiếp tục. Số thứ ba nè, trừ 1 mũ 4 là 1. Thôi bỏ ha, số 1 thì bỏ nè. Như vậy còn lại A31 cộng với A31 nhân với định thức này, A12 nhân A23. Trừ đi, ngược lên, A22 nhân A13. Vậy là mình khai triển định thức cấp 3 nó ra nguyên một cái nhóm như thế này đây. Bây giờ ta khai triển nó ra xem nó như thế nào nha. Này. Đây là định thức cấp 3 nè, hồi nãy đó. Bằng nè. Đó, cái này tôi chép lại cái kết quả vừa rồi đó. Nó bằng nguyên một cái nhóm như thế này. Và bây giờ chúng ta hãy khai triển nó ra. À, nhân phân phối vào tem A11 nhân A22 nhân A33 nè. Đây nè. Sau nữa nè, lấy cái này nhân vô đây, trừ nè, trừ A11 nhân A32 nhân A23. Đây. Tiếp tục nè, lấy trừ A21 nhân vào bên trong. Kết quả là A21, A12, A33 nè. Lấy trừ này nè, nhân cái trừ này nè, thành dấu cộng nè. Cộng gì đó, A21, A32, A13. Đúng chưa? Còn nữa không? Còn hai phần tử nữa. Hai cái số hạng này nè, nhân vào thì ta được cái gì nè? Cộng với A31, A12, A23 là đây nè. Cộng nhân trừ là trừ nè, ta được số hạng cuối cùng A31, A22, A13. Đây. Đây là cái kết quả cuối cùng đây. Định thức cấp 3 bằng gì? Đây, nó bằng cộng trừ đó, tổng của tất cả 6 cái số hạng như thế này. Thì định thức cấp 3 nó ra tổng hiệu 6 cái số hạng như thế này thì em thấy nó có dễ nhớ không? Khó nhớ quá đúng không em?
cấp 2 thì nhân chéo trừ ngược lại, chứ còn cái cấp 3 này thì nó dài dòng quá. Thế thì các em sẽ hỏi thầy ơi bây giờ làm sao mà để nhớ được cái này? Thì có đó. Để nhớ được cái định thức cấp 3 nó bằng cái này nè, thì không ai mà đi học thuộc lòng là cái định thức này nó bằng A11 nhân A22 nhân A33 rồi trừ A11 A32 A23 vậy đó. À, mà ta sẽ nhớ như thế này đây. Cái cách nhớ này nè. À, người ta gọi là quy tắc Sarius. À, ta làm sao? Thì muốn tính định thức cấp 3 đó người ta mới chép lại. Đây, chép lại các cái phần tử trong định thức này nè, chép lại. Sau đó người ta bổ sung ra phía sau, à, bổ sung qua bên tay phải này hai cái cột đầu tiên của định thức, bổ sung đây. Cái cột vừa bổ sung này là cột thứ nhất này. Cái cột này nè là cái cột thứ hai đây nè. Đó. Sau đó họ làm gì nè? Các em xem nha. Đây. Họ mới nhân chéo xuống như nè. Lấy A11 nhân A22 nhân A33 nhân xuống như vậy nè, được bao nhiêu là không đổi dấu, không đổi dấu tức là trước là dấu cộng đó. Cái dấu cộng đó diễn tả là không phải là nó là số dương, nhưng mà là diễn tả là không đổi dấu. À, bởi vì có thể là ba cái số hạng này nó có hai cái dương cái âm nhân nhau thì nó vẫn âm. Nhưng mà ý muốn nói rằng là nhân xuống vậy là không đổi dấu nè. A11, A22, A33. Đâu? Đây, A11, A22, A33 ứng với đó là dấu cộng đó. Tức là nhân xuống bao nhiêu để nguyên nè. Rồi nhân tiếp tục nè, nhân xuống vậy nè. Em thấy nè, A12, A23, A31. Để nguyên nha, chỗ nào đâu? Chỗ nào là A12, A23, A31 đâu? Đây nè. Nè, A12 nè, A23 nè, A31 đúng không nè? Ứng với dấu cộng nè. Cái nào ứng với cộng nữa nè? Đây nhân xuống nữa nè. A13, A21, A32. Chỗ nào đâu? Đây, đây chỗ này đây. A13 đúng chưa? A32 đây, A21 đây. Nhân xuống ba đứa như thế này nè, ta để nguyên dấu, tức là ứng dấu cộng lần trước đó. Rồi nhân ngược lên nè, em thấy nè, nhân ngược lên nha. Thì đây là A31, A22, A13 thì nhân ngược lên đổi dấu tức là thêm dấu trừ đằng trước đó, có đúng không? Chỗ nào là có dấu trừ đằng trước mà có cái tích dùng mình là A31, A22, A13 đâu? Có phải là đây không? Đây, A31, A22, A13 có dấu trừ này. Nhân ngược lên đổi dấu A32, A23, A11 chỗ nào nè? Chỗ nào? Đấy, đó đấy. Đúng chưa? Tiếp tục nhân ngược lên đổi dấu chỗ nào thì đấy cái còn lại này. À, như vậy thì cái việc làm này nó dễ nhớ hơn cái chuyện học thuộc lòng cái đám này nhiều, đúng không em? Nhắc lại ha, mình sẽ bổ sung vào phía sau hai cái cột thứ nhất và thứ hai, rồi nhân xuống ba phần tử như thế này nè, nhân xuống được bao nhiêu ta để nguyên, rồi nhân ngược lên có ba cái ta nhân ngược lên ta đổi dấu, đó là quy tắc Sarius đó. À, có một cách khác nữa để nhớ cái kết quả này, người ta làm như sau. Họ không viết thêm hai cột nữa, họ cứ để nguyên cái định thức như vậy họ tính. Thì để nguyên như vậy có một cái hay đó là khỏi viết thêm thì nó mất thời gian. Nhưng mà tính toán thì nhìn vô nó hơi rối rắm một tí xíu. Các em xem. Trước hết là họ tính tích của ba phần tử nằm trên cái đường chéo chính này nè. Đây là đường chéo chính nè. À, nhân xuống nè, A11, A22, A33. Dấu cộng. Tích các phần tử nằm trên đường chéo chính ứng với dấu cộng tức là không đổi, nhân xuống vậy được bao nhiêu không đổi, nó là cái này đây nè. Rồi. Tích của ba phần tử nào nữa là không đổi nữa. Tích của ba phần tử này nè. Tích của ba phần tử nằm ở ba cái đỉnh của tam giác mà có một cạnh song song với cái đường chéo chính này nè. Đây, tam giác này đây, cạnh này nè, song song đường chéo chính nè. Lấy A21 nhân A13 nhân với A32 là không đổi dấu. Chỗ nào đâu? Chỗ nào có A21 đâu đâu? Đây nè. A21 không đổi dấu nha. Đây A21, A32, A13. Có đúng không nè? Có đúng là tích ba cái phần tử nằm ở ba đỉnh này nó là cái này không? Dấu cộng lên trước này không đổi dấu nè. Rồi cộng với tích của ba cái phần tử nằm ở ba đỉnh của cái tam giác mà có một cạnh song song đường chéo chính giống như tam giác này. Thì đấy, A12, A23, A31. Đây, nó đây. Rồi. Sau đó nè, ứng với cái chuyện mà đổi dấu là dấu trừ này nè, thì người ta làm sao?
của đường chéo phụ. Lấy A31 nhân A22 nhân A13 thì đổi dấu thì dấu trừ. Đâu? Đây. Đúng chưa? Rồi mình vẽ những cái tam giác mà có một cạnh song song với đường chéo phụ. Đây, tam giác này có cạnh này song song đường chéo phụ này, thấy thấy không nè? Thế tích đó nè, A21, A12, A33 nè. A21, A12, A3 dấu trừ. Đó, nó đây. Còn không? Còn đấy, tam giác có một cạnh song song đường chéo phụ dấu trừ. Đường chéo chính nè, không đổi dấu nè. Xong rồi. Tích ba cái phần tử nằm ở ba đỉnh của tam giác mà có một cạnh song song với đường chéo chính là không đổi. À. Còn cái đường chéo phụ á, đường chéo phụ là đổi dấu ha, tích thì phải đổi dấu nè. Xong rồi, nhân những cái phần tử nằm ở ba đỉnh của tam giác mà có một cạnh song song đường chéo phụ, đổi dấu. Đó là cách nhớ thứ hai. Thế tùy theo em thôi. Thì các em thấy là cách nào đối với mình là dễ nhớ thì các em dùng cách đó. Thế bây giờ mình hãy áp dụng cái quy tắc này để tính một định thức cấp 3 đi. Vừa rồi ta làm một loạt bài về định thức cấp 2. Bây giờ ta thử xem định thức cấp 3 nha. Ví dụ tìm x thỏa cái định thức cấp 3 này nó bằng 3x cộng 2. Thế thì bây giờ muốn tìm x thỏa đẳng thức này nè, có phải đầu tiên là ta đi tính cái định thức này không? Dùng quy tắc Sarius. Ta sẽ đi tính cái định thức này. Thế muốn tính định thức này thì ta viết lại nó nè, các phần tử của nó nè. Ta làm gì nữa? Tôi dùng cách thứ nhất đó, tôi bổ sung vào phía sau. Hai cái cột thứ nhất và thứ hai. Vậy thì dựa vào 6 cái cột này, tôi đi tính cái định thức bên tay trái. Nhanh xuống là không đổi dấu nha, được bao nhiêu để nguyên nha. 1 x 2 x 2 để nguyên là số 4. Nhân xuống được bao nhiêu để nguyên nè. X x 1 x 3 bao nhiêu tém? Cộng 3X phải không nè. Rồi sao nữa? Nhân xuống nha, được bao nhiêu để nguyên? 0 x x 2. Rồi, như vậy là mình cộng gì nè? Nhân xuống là 0 nhân x nhân 2 thì chỗ này là 0. Tiếp tục. Theo quy tắc Sarius vừa rồi là nhân ngược lên thì đổi dấu. Nhân ngược lên, 3 nhân 2 nhân 0. 3 nhân 2 nhân 0. 3 nhân 2 nhân 0 thì bằng 0, như vậy ta bằng 0, đổi dấu là trừ 0. Rồi. Nhân ngược lên nữa nha. 2 nhân 1 nhân 1 là bao nhiêu? Là 2, đổi dấu trừ 2. Nhân ngược lên nữa. 2 nhân x nhân x tức là 2x bình phương, dấu trừ nhắc mình đổi dấu nè, thành trừ 2x bình phương. Rồi. Như vậy là cái vế bên trái cái định thức này nè, được tính ra kết quả như thế này. Bây giờ, để yêu cầu là nó phải bằng 3x cộng 2, thì ta viết là 3x cộng 2. Rất đơn giản, giải cái phương trình này thì ta tìm được x. Cái vế trên, các em thấy nè, chỗ này là trừ 2x bình phương này. Trừ 2x bình phương. Chỗ này số 4 trừ số 2 bên đây còn là số 2. Đơn giản số 2 này mất này. Chỗ này có 3x, chỗ này có 3x, đơn giản mất này. Như vậy có phải là ta được trừ 2x bình phương bằng 0 không? Đó. Dễ thấy, x bằng 0. Ta vừa giải xong ví dụ thứ nhất. Xin giới thiệu với các em một cái ví dụ thứ hai. Các em nhìn lên màn hình. Tính định thức cấp 4 này. Muốn tính định thức cấp cao thì ta tính qua thông qua những cái định thức cấp nhỏ hơn nó. Thế thì theo cái định nghĩa một cách tổng quát thì ta muốn tính định thức cấp 4 này là thế nào, ta cũng phải dựa vào những định thức cấp 3. Như vậy là tính định thức cấp 4 này là sẽ có tính định thức cấp 3. Tức ta sẽ vận dụng quy tắc Sarius vừa rồi đó để làm cho thành thạo hơn. Nhưng trước tiên thì ta phải coi thử là cái định thức này nè, nó được tính theo định nghĩa tổng quát bằng cái gì. Thì người ta nói rằng là mình phải để ý cái cột đầu tiên, cái cột thứ nhất ở đây. Theo định nghĩa thì ta có D nó bằng A11 nhân trừ 1 mũ 1 cộng 1 D11 nè, cộng với A21
A21 thì nhân trừ 1 mũ 2 cộng 1, đây 2 cộng 1 đây, thì nhân với D21 nè, định nghĩa đó. A31 thì trừ 1 mũ 3 cộng 1 nhân D31. Còn không? A41 là trừ 1 mũ 4 cộng 1 nhân D41. Ở đây A31 là số nào nè? A11 là số nào nè? A11 là nằm ở dòng 1 cột 1, đây nè, A11 đây tên nè. A21 đâu? Dòng 2 cột 1, đây nè, A21 này. A31 là số 2 nè. A41 là số 0. Đó. Như vậy thì dựa vào đây là cái định nghĩa tổng quát. Thì bây giờ mình áp dụng cụ thể vào cái đề này. Các em thấy A21 là số 0. A41 cũng là số 0. Như vậy đây là số 0 nè. Thì nhân gì nó cũng bằng 0. A41 bằng 0 thì một cái tích số mà có một thừa số bằng 0 thì nó bằng 0. Như vậy thì nguyên cái tổng này bằng 0. Vậy thì D chỉ còn tính D thông qua hai số hạng này mà thôi. Như vậy thì D bằng gì? A11 là 1. Trừ 1 mũ 1 cộng 1 tức là 1. 1 thì khỏi viết cũng được. Rồi nhân với D11 thì D11 tức là cái định thức mà bỏ đi dòng 1 và cột 1. Như vậy là còn lại cái này đây. 103, 514, 1 trừ 31. Phải định thức này không? Cộng với A31 bao nhiêu nè? Số 2. Đây là số 2. Trừ 1 mũ 3 cộng 1 tức là trừ 1 lũy thừa 4 tức là 1 các em ha. Khỏi viết. D31 thì D31 là định thức mà ta bỏ đi dòng 3 và cột 1 từ cái định thức này. Ta hãy bỏ đi dòng thứ 3 và cột thứ nhất. Rồi, vậy thì nó còn cái gì đây? Có phải là chép từ đây xuống đây có kết quả cái định thức cấp 3 không? 62-1. Rồi. 103 vân vân. Như vậy thì bây giờ tính D thì chúng ta phải tính tổng của hai cái định thức này. Bây giờ muốn tính tổng hai định thức này thì dùng Sarius bổ sung vào cái định thức đầu tiên này, hai cái cột này. Bổ sung vào đây và hai cột nữa nè. Đó. Sau đó ta bắt đầu tính nè. D bằng 1 nè. Viết lại đúng không nè. Nhân với, bây giờ cái định thức thứ nhất này nè, nhân xuống là 1. Nhân tiếp tục xuống là 0. Đúng chưa? Nhân tiếp tục xuống không đổi dấu bao nhiêu? Trừ 45. Nhân ngược lên đổi dấu nha. Nhân ngược lên đổi dấu trừ 3. Nhân ngược lên phải đổi dấu là thành cộng 12. Nhân ngược lên đây đổi dấu luôn. Nhân ngược lên là thấy chưa? Đổi dấu. Đổi dấu thì nó vẫn là số 0 thôi. Cộng với 2 lần nè, cộng với 2 lần cái định thức thứ hai, nhân xuống. Nhân xuống 6 nhân 0 nhân 1. Rồi, ta được số 0. Nhân xuống nữa để nguyên 2 nhân 3 nhân 1, ta được số 6. Nhân xuống không đổi dấu, ta được là số trừ 3. Bây giờ nhân ngược lên thì phải đổi dấu nha. 1 nhân 0 nhân 1 tức là 0 thành trừ 0. Trừ 3 nhân 3 nhân với lại 6 tức là trừ 54. Đổi dấu là cộng 54. 1 nhân 1 nhân 2 nhân ngược lên là 2, đổi dấu trừ 2. Rồi, kết quả cuối cùng. Khi việc tính kết quả cuối cùng này thì quá đơn giản rồi. Ở đây tôi cho kết quả luôn là 74.